Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Kizen Daily. Em chỉ có đốt được hơn 300 calorie thôi. Nên là có ăn uống cái gì là phải suy nghĩ kỹ trước khi ăn, rồi ăn xong thì đổi lại là sẽ phải tập rất là mệt. Vậy là chúng ta đã có mấy tháng trời ở nhà và giãn cách, thì mình không biết rằng là tất cả mọi người ở nhà thì mọi người đã làm được những cái gì rồi. Còn riêng bản thân mình thì mình làm được một việc, có nghĩa là mình thấy là thực sự là rất là hiệu quả và rất là ý nghĩa khi ở nhà, đó chính là giảm cân. Thực ra đây là một cái clip mình muốn chia sẻ với mọi người về cái cách mà mình giảm cân trong những cái ngày mình giãn cách ở nhà. Thì cái cách mà mình giảm cân ở nhà thì mọi cái là nó đều là tự nhiên hết, mình không nhờ tới bất cứ một cái phương pháp hay là bất cứ một cái phương pháp detox nào, hay là nhờ tới bất cứ một cái loại thuốc giảm cân nào. Tất cả mọi cái mình làm thì đều chỉ có mình thay đổi lại chế độ ăn uống và mình tập luyện. Và đến bây giờ thì mình đã có một cái hiệu quả, đó chính là sau khoảng một tháng kính từ ngày bắt đầu mình giảm cân, thì đến bây giờ mình đã giảm được hiện tại là 5kg đó. Và mình hiện tại bây giờ mình đang duy trì cái thói quen uống của mình, và gần như là cái thói quen uống của mình nó đã thay đổi hoàn toàn, từ khẩu vị đến những cái món mình ưa thích và những cái khẩu phần ăn hàng ngày của mình đã thay đổi hoàn toàn. Mình nói đến lý do vì sao mình lại giảm cân trong thời điểm này, đó chính là thứ nhất là trong suốt cái quá trình mà mình giãn cách ở nhà, mình có xem lại những cái hình ảnh cũ của mình rất là nhiều từ khoảng thời gian từ năm 2017, thì mình cảm thấy là lúc đó so với bây giờ thì mình có da có thịt hơn, nhìn có vẻ là có sức sống hơn. Nhưng mà bản thân mình thì đến thời điểm bây giờ thì mình lại muốn là lấy lại được cái vóc dáng mà nhìn cho nó mảnh mai, cho nó ốm so hơn so với cái khoảng thời gian trước đây. Đó nên là mình quyết tâm là cái đợt này ở nhà thì mình sẽ giảm cân. Và cái thứ hai đó chính là mình cũng muốn là chia sẻ với mọi người về một cái vlog giảm cân, làm sao để cho thực sự là khoa học an toàn và nó sẽ duy trì cho mình từ giờ đến về sau luôn, để mình có thể giữ được cái cân nặng của mình. Thật ra cách đây khoảng hơn một năm mình đã làm cái vlog giống như thế này rồi, nhưng mà lần này mình muốn làm cho mọi người cùng xem một cách chi tiết hơn, để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về cách mà mình giảm cân như thế nào. Tại vì mọi người đã có một khoảng thời gian giãn cách ở nhà quá lâu và bây giờ mọi thứ mới chỉ đang bắt đầu lại thôi, nên là đây cũng là một cái khoảng thời gian lý tưởng mà mọi người có thể muốn giảm cân, hay là mọi người muốn thay đổi cơ thể của mình, thì đây là một cái khoảng thời gian rất là tốt để mà mọi người có thể có thời gian để chuẩn bị, để khi mà mình bắt đầu quay lại một cuộc sống mà mọi thứ nó trở nên hoàn toàn bình thường, thì mình có thể có một cái vóc dáng nó đẹp hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó tươi mới hơn. Thật ra là bản thân mình là một cái người mà rất là dễ tăng cân và cũng mà rất là dễ giảm cân, và để duy trì được một cái vóc dáng, duy trì được một số cân mong muốn, thì mình luôn phải có một cái chế độ ăn và một cái chế độ tập luyện nó rất là phù hợp. Trước đây á, chủ yếu những cái lý do mà mình bị tăng cân, thứ nhất là do cái thói quen ăn uống của mình, là mình là một người rất là thích ăn hàng luôn, hay còn gọi là ăn vặt á. Cái thứ hai là mình cũng là một cái người mà khá là thích ăn những cái món mà có gia vị đậm. Thì hai cái lý do này nó là những cái lý do dẫn đến cái việc mình tăng cân mà mình không thể nào mình kiểm soát được. Và khi mà Duyên sử dụng cái phương pháp giảm cân này này, thì cái mà Duyên làm cho mình cảm thấy thực sự là hài lòng và thực sự hiệu quả nhất là toàn bộ cái chế độ ăn uống của mình, cũng như là thói quen ăn uống của mình nó hoàn toàn thay đổi. Đó là hiện tại đến bây giờ Duyên là một người mà ăn có một cái khẩu vị cũng rất là nhạt này, Duyên không có ăn mặn được nữa. Và cái thứ hai là cái thói quen mình ăn vặt, nhiều khi mình chỉ là ăn một tí có sao đâu, nhưng mà mỗi ngày như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái việc là mình sẽ trở nên tăng cân mà mình không hề hay biết. Và mục đích để Duyên chia sẻ cho mọi người cái clip giảm cân như thế này, tại vì là thứ nhất là cũng khá là nhiều bạn muốn hỏi Duyên xem là cái khẩu phần ăn của Duyên trong những cái ngày mà Duyên giảm cân như thế nào, rồi là cái cách ăn uống của Duyên như thế nào và cách tập luyện của Duyên như thế nào, thì Duyên cũng muốn chia sẻ với mọi người để cho những cái bạn nữ nào mà muốn kiểu giảm cân này, mình muốn thay đổi vóc dáng, mình muốn thay đổi một chế độ ăn uống lành mạnh hơn, healthy hơn. Từ cái lúc mà Duyên giảm cân á, Duyên áp dụng cái chế độ giảm cân này, thì Duyên cảm thấy là cả từ da người này đấy, cho đến bắt đầu đến da mặt các thứ này,
Đó, mình cảm thấy là da của mình nó căng bóng hơn, nó sáng hơn. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu. Let's go! Trước tiên thì những cái cần có mà buộc phải có nếu mà mọi người muốn giảm cân, đó chính là thứ nhất là mình cần phải có một cái gương đấy, thật là to như thế này đấy, để mà mình có thể soi cái vóc dáng của mình hàng ngày ở trong gương đấy. Mình có thể soi vóc dáng hàng ngày của mình trong gương như thế nào đó, và nó cũng sẽ là một cái giống như kiểu là động lực để mọi người, ví dụ như là mình có giảm được 1-2 cân rồi thì đây cũng chính là cái động lực để mình nhìn thành quả của mình trong gương mỗi ngày đấy. Đấy, lúc này trong gương, ở nhà Duyên có một cái gương đây rất là to. Cái thứ hai, một cái không để thiếu nữa, đó chính là một cái cân điện tử. Cân điện tử thì mọi người có thể sử dụng cái cân này để mà mình có thể theo dõi mỗi buổi sáng mình thức dậy này, mình cân xem là mình bao nhiêu cân cho buổi sáng. Nhiều khi là mình cảm thấy là cơ thể của mình vẫn giống như vậy, mình không có gì thay đổi cả, nhưng mà mình bước lên cân thì mình mới biết là mình bị tăng 1-2 cân hay là mình giảm cân như thế nào đấy, để mà mình có thể kiểm soát được cái chế độ ăn uống của mình. Phải có một cái cân ở trong nhà là cái điều mà chắc chắn là mọi người phải nên có nhá. Bây giờ thì Duyên sẽ đi siêu thị và sẽ chỉ cho mọi người cùng biết xem là trong suốt những cái ngày giảm cân của Duyên thì Duyên sẽ mua những cái thực phẩm như thế nào, và đặc biệt là Duyên sẽ không mua những cái gì nhá. Nên đi thôi. Quầy thịt trước thì những cái sản phẩm thịt mà Duyên có thể sử dụng trong cái lúc mà mình ăn kia là mọi người có thể ăn tất cả những cái loại sản và các loại thịt trắng là giống như kiểu là, nhưng mà thường thì ngay cả đầu tiên mà Duyên cân nhiều thì Duyên sẽ chỉ có ăn cá với cả ức gà thôi. Có những cái sản phẩm giống như là mực tôm để cua để Duyên dành cho vợ mình trai, thì bây giờ thì Duyên sẽ lấy cá hồi nhé, cá hồi mình có thể ăn ngay từ đầu tiên được rồi. Mọi người có thể ăn cái chả cá thắt lát này thì trong, nhưng mà mọi người có thể coi xem là trong cái thành phần của nó là nó có gia vị hay không. Ví dụ như là loại cá thắt lát này thì chỉ có cá thắt lát thôi và không có gia vị giống như kiểu là muối, đường hay là gì hết, hay là mình có thể sử dụng được nhé. Thịt bò giống như này, tất cả các thể loại thịt đỏ thì mọi người không được ăn trong cái suốt cái quá trình mà mình giảm cân nhé. Bởi vì trong những cái thể này thịt này thì mọi người nó không có quá nhiều chất béo, nó vẫn sẽ tiêu thụ một cái lượng calo khá là đáng kể trong cơ thể, và mình sẽ không có giảm cân được nhiều. Được thêm đậu hũ nữa. Đậu hũ giống như thế này thì mọi người có thể ăn đậu hũ mềm hoặc là đậu hũ dành để chiên. Đậu hũ dành để chiên có nghĩa là đậu hũ vẫn là đậu hũ trắng giống như thế này nha, là nó, nhưng mà nó cứng hơn, nó dai hơn và có thể chiên được, chứ không phải là cái loại đậu hũ mà mình chiên sẵn thôi nhá. Thì có thể sử dụng hai cái loại đậu hũ này để có thể ăn trong cái quá trình giảm cân của mình. Cái này là thịt phi lê ức gà mà mình chỉ được ăn ức gà thôi nhá, mình không có ăn thịt đùi hay là thịt cánh gì cả. Bây giờ thì mình sẽ đến với quầy rau nhá. Thôi nói chung là đến với quầy rau này có thể ăn thỏa thích những cái gì rồi mình muốn và ăn nhiều cho mình no cũng được. Một ngày mình có thể ăn 2 quả trứng và chỉ có ăn 2 quả thôi nhá, không có ăn nhiều hơn. Ngoài ra thì mình có thể ăn thêm những cái loại bánh giống như vậy. Mọi người có thể ăn thêm bí xanh, cà tím. Đó, hoặc là cá rốt, củ su su này, bí ngò này, su hào này, cải thảo này, bắp cải này này. Đây là cũng là một trong những món mà tôi rất là yêu thích. Đây là quả trái cây. Thì sau khi trong quá trình mình giảm cân, cái loại trái cây mà nó ít ngọt, nó không quá ngọt và nó không quá chua. Táo xanh, cũng rất là thích táo xanh, bởi vì mình cũng khá là thích ăn đồ chua, nhưng mà cái táo xanh này thì tùy tốt vào sức khỏe nhá. Có thể ăn táo đỏ cũng được, nhưng mà thường thì táo đỏ cái lượng đường của nó sẽ nhiều hơn so với cả táo xanh ấy. Ngoài táo ra thì mọi người có thể lựa chọn một loại quả này, đó chính là kiwi. Sầu riêng nha, riêng cái này là không được ăn nha. Đó, sầu riêng là không được ăn. Bây giờ Duyên sẽ mua thêm một vài loại hạt khô.
Ok, vậy là bây giờ thì Duyên đang ở nhà rồi và Duyên vừa mới bày ra tất cả những cái sản phẩm mà mình đi siêu thị và mua về. Thường những cái bữa ăn hàng ngày của Duyên á, là Duyên sẽ ăn từ 2 đến 3 bữa chính. Ví dụ như là hôm nào mà dậy hơn muộn một tí kiểu 9 giờ ấy thì mình sẽ chỉ có ăn buổi trưa thôi. Và tối là mình sẽ ăn nữa, thì thường trong bữa ăn của mình sẽ có một cái món rau và mình sẽ có một cái món chính như kiểu là cá hay là đậu hũ hay là ốc gà gì đó, kiểu giống như vậy. Còn một cái món kia là sẽ là rau đó. Rau cải thì có thể sử dụng rau cải thìa này, rau cải ngọt, là rau cải mẹ, những cái loại rau cải đó thì thường nó rất là dễ ăn và nó cũng khá là ngọt nữa, nên là mình có thể ăn nhiều để mà no được. Còn ngoài ra mình có thể sử dụng rau cải nữa đấy. Còn những cái món chính á thì mình sẽ sử dụng cá hồi này, chả cá thắt lát, thì như nãy mình vừa nói là chả cá thắt lát không có gia vị, ức gà, hoặc là mình có thể ăn đậu hũ chiên đấy. Thì những cái món này là những cái món mà nó ít calorie và nó giúp cho mình vẫn đầy đủ những chất dinh dưỡng, và ngoài ra thì nó cũng làm cho mình có cảm giác no nữa đấy. Còn cái quan trọng nhất mà Duy nghĩ rằng là trong cái quá trình mà mình giảm cân á, thì ngoài hai bữa chính này ra thì nhiều khi được mình còn hay bị ăn bị thèm ăn ăn mặt đấy. Thì Duyên hay sử dụng, lúc nào trong nhà cũng phải chuẩn bị rất là nhiều các thể loại khác nhau để mà ngoài hai bữa chính ra mình đang đói chẳng hạn, hay là mình đang muốn ăn một cái gì đấy, thì mình có thể ăn những cái loại hạt giống như này. Thường thì Duyên hay mua các loại hạt về, xong rồi là mình có thể mix chung với nhau, giống như kiểu là hạt điều, hạt nhân này, rồi là nho khô. Thì kể cả những cái loại nho khô giống như thế này thì mọi người hãy lựa chọn những loại nho khô mà không có đường nhá. Thì thường giống như loại nho khô này thì nó sẽ chỉ có nho khô và nó sẽ có một chút dầu dương thôi, và trong này nó sẽ không, ngoài ra là sẽ không có bất cứ một cái thành phần nào cả. Thì mình có thể ăn các loại nho khô giống như vậy kèm với những cái loại hạt giống như thế này. Ngoài những cái hạt mà Duyên vừa nói ra ấy, thì Duyên cũng hay rang ở trong nhà, lúc nào cũng có một cái bình giống như vậy để mà mình rang đậu phộng, mình bỏ vào trong này để cũng khi nào mình đói thì mình ăn. Nên nói chung là những cái đồ ăn vặt của mình thì mình chỉ có được ăn những cái loại hạt thôi, những cái loại hạt mà không có gia vị thôi. Còn về trái cây, về việc ăn trái cây giống như thế này này, thì mình hạn chế ăn trái cây sau những cái bữa chính. Bởi vì nói gì thì nói thì trong trái cây nó cũng vẫn có một cái lượng đường nhất định. Thì nếu mọi người muốn ăn trái cây thì mọi người có thể ăn trái cây trước bữa chính để mình có thể tạo ra cho mình trước, ăn trước trái cây để cho nó no đi một chút, rồi khi nào đến bữa chính mình có thể ăn ít đi. Chứ còn mình không nên ăn trái cây sau bữa chính nhá, vì nó có thể đạt thêm calo cho mình ấy. Trái cây thì Duyên hay ăn táo xanh giống như vậy này. Chứ hôm nay thì mình sẽ ăn món cá sa ba nướng nha mọi người. Cá sa ba này là cá sa ba của Nhật ấy. Đấy, bây giờ là đang làm cá sơ chế để nướng này. Những gia vị mình sử dụng là mình sẽ sử dụng hành bột này, tỏi bột này. Ngoài ra thì có ớt khô, với cả là tiêu nhá. Hôm nay thì mình sẽ ăn rau muống luộc nha mọi người. Đây, rau muống luộc. Nước đợi đang sôi xong rồi mình sẽ thả rau muống vào là được xong. Ok, bây giờ cá đã chín rồi. Bây giờ Duyên sẽ bỏ ra xem như thế nào nhá. Chà-da, đây là bữa ăn trưa của mình nha mọi người. Đấy, cái này là rau muống luộc này, cá nướng này. Đấy, mỗi bữa là mình chỉ được ăn một ít nước mắm như thế này thôi, và ra thêm một ít rau sống nữa. Thì mình ăn như thế này là đủ dinh dưỡng, coi là đủ năng lượng cho mình có thể làm việc rồi nhá. Ăn thế này thì rất là ngon nha mọi người. Đến bây giờ thì mình cũng đã ăn giảm cân sang đến tuần thứ 3, chuyển bước sang tuần thứ 4 rồi. Thì bây giờ hầu như là trong suốt thời gian vừa rồi thì cái thói quen ăn uống của mình bây giờ nó đã thay đổi hoàn toàn. Nên là mọi người cố gắng ăn theo cái phương pháp này, mặc dù là cái thời gian đầu tiên nó cũng hơi khó khăn một tí, hơi khó quen một tí, nhưng mà mình đã vượt qua được cái khoảng thời gian đấy rồi. Thì cái việc ăn uống của mình thì nó rất là tốt. Thứ nhất là nó có thể làm cho mình giảm cân, và thứ hai là nó cũng tốt hơn cho sức khỏe của mình.
Bây giờ mình ăn tiếp thôi, rồi chút nữa thì mình sẽ ăn chưa xong là mình sẽ nghỉ ngơi một tí, rồi là Duyên sẽ quay cho mọi người biết là buổi chiều thường buổi chiều thì sẽ tập luyện những cái bài tập như thế nào nhé. Ta-da, chín rồi, yeah. Thì mình sẽ được ăn một ít nước mắm như thế này. Đó, nước mắm hoặc là nước tương nhá. Nhưng mà nếu mà có sử dụng nước tương thì sử dụng nước tương mà loại dành cho người ăn kiêng á. Đấy thì nó sẽ không có nhiều gia vị. Cá hồi này là mình nướng ở với nhiệt độ là 200 độ C trong nồi chiên không dầu, với thời gian là 10 phút mỗi mặt nhá. Thì kiểu bạn nào mà thích ăn giòn giống như là Duyên như này, còn không thì bạn nào mà không thích ăn giòn ăn mềm hơn thì mình có thể nướng với thời gian ít hơn nhá. Ở trước là mình hay sử dụng cá hồi áp chảo, nhưng mà ăn cái kiểu đấy thì nó hơi ngán một tí, tại vì là nó có thêm, mình phải cho thêm một ít dầu vào để mà mình áp chảo, vậy là sẵn ở trong cá hồi là cũng đã có dầu sẵn rồi, nên là khi mình nướng với cả nồi chiên không dầu như thế này thì ngon hơn là áp chảo mà ăn nó đỡ ngán hơn. Mình ăn giảm cân kiểu này bây giờ rồi á, là sau một thời gian là mình cũng cảm thấy là mình quen rồi, mình không còn thèm ăn mặn nữa. Hoặc là bây giờ mình mà ăn đồ ăn bình thường giống như mọi người thì mình sẽ cảm thấy là hơi mặn một tí. Để mình ăn nhạt cũng đã khá là quen rồi, mà cũng điều chỉnh lại cho mình thói quen ăn uống ấy. Hello mọi người, bây giờ đang là buổi tối rồi, thì bây giờ mình sẽ buổi tối này, hôm nay mình sẽ ăn món đậu hũ chiên. Vòng 15 phút. Hôm nay ngoài mà đậu chiên ra thì mình còn luộc thêm một ít đậu khô ve để ăn cùng. Trong quá trình mà mình chiên nhá thì mình khoảng 50 phút mình mở ra để mà mình đảo như thế này. Ta-da! Và đây là thành quả của mình nè mọi người. Rất là thơm và giòn. Bây giờ thì mình sẽ cho ra đĩa và bây giờ mình sẽ ăn tối nhá. Đây, và đây là bữa tối hôm nay của mình, có đậu chiên giòn với cả là đậu luộc này, với cả nước tương. Ăn cái này thì rất là đủ chất mà vẫn là rất là ngon nhá. Rất là giòn luôn nha. Ok, bây giờ mình ăn tối đây. Cardio và sẽ như thế nào nhé.
Thường thì đầu tiên thì mình sẽ đi bộ ở mức 4. 4.2 trong vòng khoảng 3 phút, từ 3 đến 5 phút. Rồi sau đấy mình sẽ bắt đầu mình chạy ở mức độ 8. Đấy. Bây giờ mình trước tiên là mình sẽ đi bộ trước để mà làm nóng người trước nha, trước khi chạy. Trước khi mà mình chạy thì mình đừng nên chạy ngay lập tức, nó sẽ cái cơ của mình nó chưa kịp nóng á. Thì chạy như thế thì mình sẽ rất là nhanh mệt và không có chạy bền được. Bình thường mỗi lần Duyên chạy á, là Duyên sẽ chạy với tốc độ là 8.0. Đấy thì thường mỗi lần chạy là Duyên sẽ chạy từ 10 đến 12 phút một lần. Sau đấy là mình sẽ nghỉ đi bộ khoảng từ 3 đến 5 phút, xong rồi mình chạy tiếp và mình có làm liên tục như thế để mà mồ hôi của mình nó ra thật là nhiều. Và sau khoảng 45 phút thì sẽ cái quá trình chạy cardio của mình. Và trong suốt quá trình mình chạy á, thì mình sẽ không chạy dốc. Và cái độ dốc là mình luôn để ở với cái mức độ là 0.0, mình không có tăng một chút độ dốc nào cả. Chủ yếu là mình sẽ chạy nhanh và chạy bền. Thì khi chạy như vậy thì gần như là tất cả những cái phần ở trên và gần như cái bắp tay này, bụng này, đùi chân của mình sẽ nhỏ đi. Hay là những bạn nào mà sợ là chạy sẽ bị to chân thì sẽ không có nhá. Thì nếu mà các bạn chạy dốc hay là đi bộ leo dốc thì chân nó sẽ bị lên cơ và bị to ra. Còn nếu mà mình chạy nhanh á thì chân của mình nó sẽ nhỏ lại. Nên là mọi người muốn tập cardio mà chạy muốn giảm cân nhanh thì nó cứ yên tâm là mình có thể tập cardio mà mình thích chạy nhanh nhất. Rồi bây giờ Duy sẽ chạy tiếp đây. Cardio khoảng được 45 phút thì tổng số calorie mình đốt được là khoảng gần 350 calorie. Trời, quá mệt. Mồ hôi này. Ướt hết người luôn. Đấy, mình chỉ có đốt được hơn 300 calorie thôi. Nên là có ăn uống cái gì là phải suy nghĩ kỹ trước khi ăn. Để mình ăn xong thì đổi lại là sẽ phải tập rất là mệt. Và bây giờ mình sẽ đi tập thêm cái bài tập bụng nữa nhá. Sau khi tập xong thì hôm nay thì mình sẽ ăn một bữa sashimi và một bữa hải sản. Đấy. Thì ngoài những cái lúc mà mọi người nấu ăn ở nhà ra thì mình có thể ăn hải sản và sashimi thế này cũng được nha. Đó. Đấy, có ghẹ này, có ốc hương này. Thật là nhiều rau. Còn bên này thì mình có cá hồi này, cá xi ma với cá sò đỏ. Đấy, hôm nay là nhà mình có 3 người nên là ăn hơi nhiều. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi vlog lần này của Kỳ Duyên Daily. Và thật ra thì đây chỉ là một cái vlog mà Duyên giới thiệu cho mọi người một cách bao quát nhất về cái việc mà Duyên giảm cân như thế nào. Và đến ngày hôm nay thì Duyên cũng đã quyết tâm là mình sẽ luôn giữ cho mình cái
số cân nặng cũng như là giữ cho mình cái cơ thể giống như là hiện tại bây giờ đó. Và cái điều đó nó sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào trong suốt cái quá trình mà mình ăn uống và mình giảm cân như thế nào. Và chắc chắn là mình sẽ không thể nào mình lơ là một thời gian được, bởi vì mình chỉ cần lơ là thôi thì cái bao nhiêu công sức của mình giảm cân trong suốt thời gian vừa rồi thì nó có thể là sẽ trở về con số không hết. Nên là trong cái vlog lần này thì mặc dù là thời gian có hạn thôi thì Duyên sẽ chia sẻ với mọi người một cách bao quát nhất. Còn Duyên sẽ chia sẻ thêm cho mọi người về những cái bài tập cũng như là cái cách thức mà Duyên tập luyện, cũng như là những cái món ăn ngon mà Duyên có thể ăn hàng ngày trong những vlog lần sau nhé. Và mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh Kỳ Duyên Daily. Và đừng quên nhấn like và share cho vlog lần này nha. Nhấn subscribe cho mình nữa nhé. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.